Xin được chào mừng mọi người đến với kênh Học liệu Tiểu học. Trong video hôm nay, mình xin được hướng dẫn mọi người cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Thành phố Hồng Ngự Smart trên điện thoại của mình. Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nhé. Trước tiên để cài đặt thì chúng ta hãy mở điện thoại của mình lên. Nếu sử dụng hệ điều hành Android thì chúng ta vào CH Play nếu sử dụng hệ điều hành iOS trên các thiết bị iPhone thì chúng ta vào App Store. À, ở đây mình sử dụng hệ điều hành Android nên mình vào CH Play. À, tiếp tục chúng ta gõ vào thanh tìm kiếm với nội dung là thành phố Hồng Ngự Smart. À, sau khi chúng ta gõ vào thanh tìm kiếm với thành phố Hồng Ngự Smart, à, nó hiện ra dòng thành phố Hồng Ngự Smart cùng với logo. Nên chúng ta click vào đây. Sau đó chúng ta click tiếp vào cài đặt. À, như vậy là chúng ta đã cài đặt thành công à, ứng dụng Thành phố Hồng Ngự Smart. À, thì để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người chúng ta dễ dàng cài đặt à, ứng dụng này thì ở phía dưới video này à, mình có gắn đường liên kết à, mọi người chúng ta có thể click vào đó để chúng ta cài đặt mà không cần phải tìm kiếm. À, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong. Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ xuất hiện cái ứng dụng trên điện thoại của mình ứng dụng là logo của thành phố Hồng Ngự cùng với dòng chữ là thành phố Hồng Ngự Smart. Thì mình mở ứng dụng này lên. Đây là giao diện của ứng dụng thành phố Hồng Ngự Smart. Ứng dụng thành phố Hồng Ngự Smart là công cụ kết nối chính quyền với nhân dân, khách du lịch nhằm đưa tin phản ánh kèm theo hình ảnh, video clip về những vấn đề bất cập cần được hỗ trợ xử lý ở trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. Ừ, ứng dụng gồm có các cái tính năng cơ bản như sau, thứ nhất là phản ánh hiện trường, hai là bản đồ phản ánh, à, thông tin báo cáo, thư viện, camera trực tuyến, à, ứng cứu khẩn cấp, góp ý về IOC vân vân. À, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người khai thác một số tính năng cơ bản nhất cần thiết nhất trên ứng dụng này. À, bây giờ chúng ta hãy khai thác tính năng đầu tiên, à, đó là phản ánh hiện trường. Chúng ta click vào phản ánh hiện trường. À, thì lúc này chúng ta sẽ thấy được những phản ánh của mọi người à, có rất là nhiều phản ánh với các cái nội dung khác nhau à, còn mình muốn phản ánh nội dung gì đó à, thì trước tiên chúng ta hãy chọn đúng với cái, cái nội dung mà mình phản ánh à, Ở đây có các cái nội dung khác nhau nè như là phòng chống dịch rồi ô nhiễm môi trường à, dược phẩm y tế cơ sở trật tự xây dựng các vấn đề khác an toàn giao thông vâng vâng à, thì mình muốn phản ánh nội dung nào đó thì chúng ta chọn đúng cái cái chủ đề mà mình cần phản ánh ví dụ mình muốn phản ánh về ô nhiễm môi trường thì chúng ta list vào ô nhiễm môi trường nè à, chúng ta list vào biểu tượng hình tròn à, có cái dấu mũi tên như thế này à, chúng ta list vào đây tiếp theo chúng ta sẽ nhập nội dung phản ánh vào phản ánh tình hình ô nhiễm tại tại đâu đó. đó vì do đây là mình hướng dẫn nên mình không thể nhập cái địa điểm cụ thể được rồi xong rồi thì chúng ta liếc vào xong rồi chúng ta có thể gửi kèm theo hình ảnh này, bằng cách là chúng ta liếc vào photo rồi nó hỏi mình cho phép truy cập hình ảnh không thì mình liếc vào cho phép rồi tiếp theo chúng ta chọn một cái hình ảnh nào đó, đó mình đính kèm theo cái nội dung mà mình phản ánh đó, đó chúng ta tích chọn hoặc là mình có thể kèm theo video bằng cách là chúng ta click vào video rồi mình chọn video để mình gửi rất là đơn giản hoặc là mình đính kèm theo một cái file word file excel file pdf chẳng hạn vân vân thì chúng ta click vào file nè chúng ta chọn đến cái cái file mà mình gửi xong rồi thì chúng ta click vào gửi phản ánh đó là phản ánh của mình đã gửi đến cơ quan chức năng xử lý à, rất là hay rất là nhanh đó là tính năng cơ bản của phản ánh hiện trường bây giờ chúng ta sẽ chở ra chúng ta khai thác cái tính năng tiếp theo à, tính năng tiếp theo là bản đồ phản ánh à, thì tính năng này chỉ giúp chúng ta biết được cái nơi mà mọi người phản ánh hoặc là giúp chúng ta tìm cái địa điểm trên địa bàn thành phố hồng ngự à, ví dụ chúng ta lít vào đây chúng ta sẽ biết được cái phản ánh nội dung này là ở địa điểm nào. rồi tính năng tiếp theo đó là thông tin cảnh báo. thông tin cảnh báo thì ở đây có hai cảnh báo đó là cảnh báo về phòng chống dịch và cảnh báo về ô nhiễm môi trường. thì hai cảnh báo này chúng ta chưa có thông tin. tính năng tiếp nữa là thư viện là gồm có các video cập nhật những cái thông tin về thành phố hồng ngự. tính năng tiếp theo mình thấy rất là hay đó là camera trực tuyến đó, thì với cái tính năng này mình có thể xem được các camera ở trên địa bàn thành phố Hồng Ngự mà đã được lắp đặt để trải nghiệm thì chúng ta click vào đây đó, hiện giờ là chúng ta chưa có camera nào thì ở đây có các cái chế độ xem camera chúng ta có xem một camera nè hai camera 4 camera và nhiều nhất là chúng ta có thể xem 6 camera một lượt À, ví dụ ở đây mình muốn xem 6 camera mình list vào số 6 nè. Rồi, muốn thêm camera thì chúng ta list vào dấu cộng. Ở đây có tổng cộng là à, 10 camera. À, bây giờ mình muốn xem camera số 1 thì mình list vào số 1. À, thì chúng ta sẽ xem được một camera số 1. À, muốn xem camera số 2 thì chúng ta list vào dấu cộng à, tiếp tục nữa. Rồi chúng ta chọn camera số hai, như vậy là chúng ta có hai camera. À, muốn đưa vào, muốn thêm camera thứ ba nữa thì chúng ta click vào dấu cộng tương tự. Rồi chúng ta chọn camera nè là camera ba. rồi tương tự như vậy chúng ta cứ bấm vào dấu cộng để chúng ta thêm camera vào để mình xem. Rồi, camera thứ năm thì chúng ta cứ click vào dấu cộng chúng ta chọn camera năm camera cuối cùng là camera thứ sáu như vậy là trên điện thoại của mình là thể hiện đang thể hiện là sáu camera Và muốn xem toàn màn hình của một camera nào đó thì chúng ta click vào biểu tượng này nè biểu tượng có hình vuông màu đỏ chúng ta list vào đây để chúng ta xem toàn màn hình đó như vậy là chúng ta đang xem chế độ toàn màn hình đó, rất là lớn rất là dễ xem ha rồi một cái lưu ý nữa ở đây có 10 camera tuy nhiên ở trên màn hình mình thể hiện là sáu camera vì vậy muốn xem camera thứ bảy thì như thế nào để muốn xem camera thứ bảy thì chúng ta phải thay thế một cái camera nào đó trong sáu camera trên điện thoại của mình ví dụ mình mình đổi cái camera số một đi thành camera số bảy thì chúng ta lít vào biểu tượng hai cái mũi tên màu xanh nè thì chúng ta lít vào đây rồi chúng ta chọn camera thứ bảy đó thì lúc này camera số một nó sẽ là camera thứ bảy nè À, tương tự như vậy muốn đổi camera số 8 à, cho camera nào đó thì chúng ta lít vào hai giống mũi tên màu xanh này, à, để chúng ta đổi. À, mình thấy cái à, tính năng này rất là hay, mọi người chúng ta có thể quan sát được à, các cái tuyến đường ở trên địa bàn thành phố Hồng Ngự. À, đó là tính năng camera trực tuyến. À, bây giờ mình sẽ trở ra mình khai thác các cái tính năng khác. À, tính năng tiếp theo là ứng cứu khẩn cấp khi mình có cái việc gì đó mình cần ứng cứu khẩn cấp thì chúng ta nhập họ tên của mình nè số điện thoại mô tả nội dung mình cần ứng cứu ở đây mình bật cái vị trí của mình lên thì người ta sẽ biết được mình đang ở vị trí nào xong rồi thì chúng ta có thể là gửi kèm theo hình ảnh nè video hoặc là file sau đó chúng ta gửi yêu cầu ứng cứu ngoài ra muốn góp ý cho ứng dụng này thì chúng ta có thể là List vào tính năng góp ý về IOC à, hay là có cái trường hợp uh, hỗ trợ khẩn cấp thì à, chúng ta có thể uh, gọi đến các cái cơ quan uh, đường dây nóng uh, để hỗ trợ mình thì chúng ta list vào hỗ trợ khẩn cấp. À, ở đây có các cái số điện thoại của uh, công an thành phố, cảnh sát hình sự vân vân. Ngoài ra uh, còn có các cái tính năng như là khai báo y tế rồi uh, phản ánh dịch bệnh uh, đặc biệt là sàn Việt Nam thì ai chưa có việc làm đang tìm việc thì chúng ta cũng có thể lên đây tìm việc làm hoặc là các cái công ty nhà máy xí nghiệp chúng ta đăng tuyển dụng thì chúng ta cũng có thể lên đây chúng ta đăng tuyển dụng bây giờ mình sẽ list vào sàn việc làm ở đây có hai phần việc tìm người và người tìm việc chúng ta sẽ lần lượt khai thác từng nội dung này trước tiên chúng ta list vào việc tìm người Đó, thì ở đây có một loạt À, các cái công ty nhà máy xí nghiệp à, tuyển dụng việc làm à, thì mình xem mình có cái nhu cầu công việc mà nó phù hợp thì chúng ta cũng có thể liên hệ à, chúng ta list vào đây để chúng ta liên hệ. À, đây là cái à, công ty cổ phần là Boss. à, Nếu mình thấy cái công việc này nó phù hợp với mình thì mình liên hệ qua cái số điện thoại có này à, hoặc là cái địa chỉ mình có thể đến trực tiếp ở đây. À, ngoài ra thì các cái công ty xí nghiệp rồi chúng ta muốn đăng tuyển dụng người á thì chúng ta cũng có thể vào đây à, nhưng chúng ta vào một là người tìm việc Đó, chúng ta list vào tạo ngay mình là công ty thì mình list vào doanh nghiệp công ty Đó, chúng ta chọn là tìm việc là toàn thời gian hay là bán thời gian à, rồi ngành nghề nè ngành nghề của công ty mình là gì ví dụ kinh doanh bán hàng à, mình muốn tuyển dụng chức danh gì ví dụ nhân viên hay là công nhân rồi loại hồ sơ đó là học sinh sinh viên hay là người lao động mình cần tuyển đối tượng nào xong chúng ta list vào tiếp theo nè chúng ta có thể đưa ảnh của công ty mình lên rồi chúng ta nhập cái tên của công ty mình nè. Đó, rồi họ và tên địa chỉ số điện thoại địa chỉ email rồi xong rồi chúng ta list vào đăng tin à, như vậy là xong đó, mình thấy cái tính năng này rất là hay tạo điều kiện các bạn chúng ta có thể tìm việc làm phù hợp với mình đồng thời cũng tạo điều kiện cho các công ty nhà máy xí nghiệp đăng tuyển dụng trên đây rồi ứng dụng này cũng có tích hợp với thanh toán điện tử trên việc xe bay thì ở đây mình có thể đăng ký một cái tài khoản để mình thanh toán không bằng tiền mặt cũng rất là hay ở một cái điểm cũng rất là hay nữa ở trên ứng dụng đó là tích hợp giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố hồng ngự à, thì để liên hệ mua hoặc là chúng ta tìm hiểu thông tin về các cái sản phẩm ô cốp ở thành phố hồng ngự thì chúng ta lít vào đặc sản ô cốp thành phố hồng ngự à, thì ở đây nó có rất là nhiều đặc sản nè như chả lụa ngăn hà nước mắm cá chốt hồng ngự à, nước mắm cá linh hồng ngự à, tinh dầu xịt khử mùi vân vân rất là nhiều đó, mình muốn mua sản phẩm nào thì mình list vào sản phẩm đó à, nếu mà xem rồi mình muốn mua thì chúng ta list vào mua ngay đó, chúng ta tiến hành đặt hàng đó, tiếp theo mình điền đầy đủ các cái thông tin theo mẫu à, đặc biệt là những nội dung có dấu sao màu đỏ nè đây là những nội dung bắt buộc chúng ta phải điền rồi tính năng cuối cùng đó là dịch vụ công đây là tính năng rất là hay giúp mọi người chúng ta làm các cái thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất. À, trên đây mình vừa chia sẻ cùng mọi người cách cài đặt và sử dụng ứng dụng Thành phố Hồng Ngự Smart. À, cuối cùng xin chúc mọi người chúng ta sẽ cài đặt và khai thác hiệu quả ứng dụng Thành phố Hồng Ngự Smart à, nhằm góp phần xây dựng Thành phố Hồng Ngự thông minh. À, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.